Dạ vâng, em xin chào quý vị đang theo kênh của em nhé. Đấy, thì chiều nay em lên sóng tiếp cho các bác một cái bộ dàn mini nữa. Đấy, bộ này thì đến từ thương hiệu của Onkyo. Vâng, có mã đây là B8. Đấy, dòng B8. Dòng này của nó rất là chất các bác nhá, dòng máy đứng. Đấy, mà như bác nào mà đã, tức là đã sử dụng hay là được tiếp xúc với cái dòng B8 này rồi biết đúng không ạ? Nhất là những cái dòng máy đứng như này thì các bác có thể là cho những cái đánh giá và cảm nhận bên dưới của video của em nhá. Thực sự là nó rất là phê luôn các bác nhá. Đấy, để cho những bác nào mà chưa sử dụng những dòng này thì có ai biết. Đấy, B8 là một cái dòng và nói là gần như là và là cớ đỉnh nhất của dòng dòng Onkyo nhá. Đấy, nó chỉ thua những dòng đời như là máy làm như là đời 9 cao hẳn nhá. Đấy, DV là gì thôi, chứ còn dòng B8 này rất là chất luôn, cái tiếng chất âm nó đưa ra và nó đẳng cấp luôn các bạn. Tiếng bass nó sâu, nó chắc và nó cái tức là nghe cái nó rất là thanh tiếng nhá. Đấy, thì đấy là dòng B8 các bác nhá. À, với dòng máy đứng này thì các cái mạch của nó cũng như cái bảng mạch điện tử của nó rất là to và nó rất là nhiều linh kiện. Đấy, và nó có những độ xử lý tín hiệu rất là tốt. Đấy. À, chính vì vậy mà cái dòng máy đứng được nếu mà về tức là về về cái hình thức thì cái này thì nói cũng không không biết nó là sao được, tại vì là cũng một số rất là nhiều bác cũng thích cái dòng của máy đứng này, một số bác thì lại thích dòng máy làm đấy. Nhưng mà nói chung thì cái quan trọng nhất vẫn là cái chất âm đưa ra. Đấy. Và về mặt hình thức thì đây các bác nhìn thế nào ạ? Em thấy cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Về cái cấu tạo của bát thì con B8 này thì cái màng bát đây là màng carbon các bác nhá, màng carbon trắng và gân này là gân xếp đấy. Tép thì là dạng chép dom rồi. Đấy, tép chép dom. B8. Về cái cấu hình của nó thì nó có chức năng sau, thứ nhất là phát nhạc điện thoại như nó phát đây. Đó, cái thứ hai là các bác có thể kết nối với cả Smart TV thông qua cái cổng quang đấy, hay còn gọi là giải mã đấy. Thì con này được trang bị tới hai đường quang, là một đường quang out và một đường quang in đấy, để các bác có thể là tiện cho cái việc kết nối Smart TV. Ở ngoài ra thì các bác có thể kết nối với cả máy tính cũng ok thông qua cái jack 3.5 này đấy. Và đặc biệt là nếu bác nào mà thích kết nối với cả cái chức năng Bluetooth thì ok, mua cho em cái Bluetooth ngoài bây giờ trên thị trường này đang bán khoảng 100.000 đấy, thì các bác cắm đây cho em cái Bluetooth bé như này, thì các bác cắm ở đây thì các bác kết nối với cả máy rất tiện đấy. Thì đấy là em giới thiệu thêm về cái phần đấy, thì bác nào mà đã trải nghiệm cái dòng Bluetooth đấy rồi thì có thể chia sẻ ở bên dưới hoặc là có bình luận bên dưới để cái đường link để các bác khác sau thì biết được để mà lấy nhá. Đấy, cái Bluetooth đấy. Về cái hình thức thì đây em mời các bác nhìn luôn đấy, hàng bãi thì nó cũng không thể tránh khỏi được cái chuyện vấn đề là nó hơi bụi một chút hay là nó hơi có chút va chạm đây, em nói luôn đấy, nên bị góc một chút thì bác nào khéo tay thì về xử lý giúp em đấy. Còn hàng bãi thì nó cũng không tránh khỏi được các bác nhá. Ok, nhưng mà về tổng xét qua tổng thể thì nếu mà đặt trên thang điểm so với hàng bãi thì bộ này em nó thật phải chấm nó được 9,5 đấy. Về công suất của loa thì được trang bị là 70W một loa, 70W một loa các bác nhá, công suất 70W một loa, tổng hai con loa này công suất lên tới 140W, rất là lớn. Và trở kháng từ trước là 4 ohm. Đấy. Và công suất của máy là 55W. Và điện sử dụng, các bác lưu ý nhá, các bác lưu ý giúp em nhá, cái điện sử dụng ấy là điện 100V nhá. Đấy. Tại sao mà phải nhấn mạnh cái từ điện 100V? Bởi vì rất là nhiều bác rồi về, rõ ràng em báo ở đây là thử test rõ ràng là điện 100V, mà còn nói rất là kỹ, từ trên video cho tới đến trực tiếp cửa hàng cũng nói rõ, mà về các bác vẫn cắm 220. Đấy. Và có một số bác thì lại rất là, tức là một số bác để ở nhà nhưng mà lại không không dặn các bác gái ở nhà ấy, là rút ra thì để nguyên để anh về anh cắm cho hay như nào. Thế thôi, các bác gái dọn nhà xong thì cũng lau dọn cái thứ sạch sẽ lắm, thế về cắm xong thôi thấy ngả vào đâu. Đấy, các bác còn bốc khói khét mùn cơ, bởi vì cắm 220 mà điện nó điện 100 lại cắm 220, nó quá gấp đôi, thế thì làm sao mà nó chịu được đúng không ạ? Đấy, thế nên là các bác lưu ý giúp em nhé, lưu ý giúp em là cắm điện 100 được chưa ạ? Đấy, còn bác nào biết rồi thì thôi bỏ qua, còn bác nào mà chơi thì lưu ý giúp em. Ok, bát này thì nó là bát 13 rồi. Đấy, từ trong rất to, riêng cái dòng Onkyo này. Giá các bộ em báo giá luôn nhá. Đấy, thông thường nói thật với các bác là dòng B8 này thì về giá của nó bình thường, như em bán hàng hơi nhỉnh một chút thì giá nó thường khoảng 2,5 triệu. Đấy, có những bộ 2,3 triệu, 2,4 triệu, nói chung là tùy từng bộ. Đấy, nhưng tuy nhiên bộ này thì đây em nói luôn, nó hơi bị một chút chỗ này, đấy, với cả hai bên này nó
tí. Đấy, thì cái này về các bác có thể dùng sơn đen quệt qua tí, hoặc là cái này các bác có chấm trắng vào tí. Đấy, bắt đầu khéo tay thì về chấm tí sơn trắng vào nó lại ok ngay. Đấy, nhưng mà chính ra những cái bị một chút này thì các bác lại được cái giá hời đúng không ạ? Đấy thì bộ đấy em vào giá luôn là em để cho các bác là nhanh tay nhá. Để cho các bác là nhanh tay luôn ngay cho em là giá là 2.050.000 nhá. 2.050.000 đấy. Nó chỉ bị một tí cho tôi mà em gọi là gần như là xả bằng gần bằng giá nhập luôn, bằng giá nhập luôn cho các bác. Nên là bác là nhanh tay nhá. Những cái bộ này là nói thẳng với các bác là nhà em chiên luôn, chiên khách hàng luôn. Thế là đấy, bác nào mà chốt thì nhanh tay luôn ngay cho em nhá. Đây em nói test điện thoại đây. Đấy, em test luôn cả đường quang các thứ cho các bác này. Đấy, chuyển chế độ thì các bác nhấn vào đây cho em này. Đấy, còn thích nghe CD nhấn vào đây. Nói luôn là cái CD và cái MD này thì em test thêm rồi nhá, em test thêm thôi. Còn chủ yếu em bán cho các bác là về kết nối với Smart TV và điện thoại nhá. Đấy, còn cái CD này thì về các bác lưu ý là mua cho em đĩa xịn chút mà dùng nhá. Đấy, bác nào có đĩa cổ đĩa kiếc thì vứt hết đi cho em, mua đĩa xịn mà dùng. Đấy, bởi vì các cái mắt này các bác biết rồi, hàng bãi về mắt nó cũng kém rồi. Đấy, nhưng mà test được cái nào thì dùng thôi. Chứ còn không, bác nào thích thì có thể thay mắt, nếu thích dùng chuyên CD thì có thể thay mắt đi nhá. Đấy, lách bài thì lách ở đây nhá, lách ở đây cho em. Đấy, ok chưa? Đấy, còn cái MD thì đây các bạn nhấn vào đây cho em này. Đây, nhấn vào đây. Đấy, hai cái này là hai cái để cho CD với MD ra. Đấy, đây, đấy, MD. Em test đốt đường quang nhé. Thì đây em đang mượn cái con này làm giả định làm TV này, Smart TV này. Đấy, em đã cho đĩa rồi. Cái đường quang thì các bác cắm từ con TV này xong rồi chuyển sang con chuyển chuyển sang cái con công suất này nhá. Để làm có thể làm giải bác công suất ok. Đấy thì các bác chuyển về quang nhé, vào đây input này, chuyển về của nó là optical. Đây là line điện thoại digital này, chuyển về digital. Đấy thì nó là đường quang. Con này đầu hơi kẹt tí, mà đây hơi kẹt tí. Có em đêm ngày hằng thương nhớ với đấy là về đường quang các bác nhá. Đấy, còn nhấn điện thoại thì các bác chuyển về cho em. Đấy, chuyển về đường line hoặc là các đường khác như vậy là tape hoặc là CDR đều được nhá. Đấy, chuyển cổng nào các bác cắm đúng cổng cho em. Đấy, thì em nói luôn rồi nhá, em bán con này chủ yếu là về các bác kết nối Smart TV và máy tính và điện thoại thôi. Còn CD MD em test thêm cho các bác thôi. Đấy. Đấy, vâng, giá của bộ này em báo giá luôn nhá. Giá của bộ này đấy là em vừa báo rồi là 2.050.000. Đấy thì bác nào mà chốt thì như theo luôn ngay cho em. Được chưa? Đấy, vâng, em xin chào các bác và hẹn các bác tại video tiếp theo em nhá.